Tú bà đi khách núp bóng hot girl, cuộc sống xa xỉ, khoe khoang giàu có. Trong thời gian vừa qua, nhìn lại những đường dây mại dâm bị triệt phá, có thể thấy rõ điểm chung của tú bà thường là những vỏ bọc xinh đẹp và giàu có, hot girl với tuổi đời còn rất trẻ và cuộc sống đầy xa hoa. Nhưng rồi khi mọi chuyện vỡ lở, bộ mặt đằng sau lớp vỏ bọc lung linh đó lại khiến người ta phải giật mình. Chắc nhiều người vẫn chưa quên đường dây bán dâm vừa được triệt phá mới đây tại Thanh Hóa do Cao Thị Ninh, sinh năm 1992 điều hành. Trước khi bị bắt, hot girl này thường xuyên khoe khoang về cuộc sống giàu có, sang chảnh, với xế xịn, túi xách hàng hiệu đắt đỏ và những thú vui xa xỉ trên mạng xã hội. Tất cả đều là vỏ bọc Ninh tự trang bị cho mình nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Không chỉ đơn giản như vậy, độ tuổi của những tú bà đang ngày càng có xu hướng giảm dần. Có những cô gái còn chưa đủ 18 tuổi cũng đã bước chân vào con đường này. Một đường dây mua bán dâm với giá hàng chục triệu đồng mỗi đêm mới đây đã bị triệt phá tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Bùi Thị Như Quỳnh, mắt xích quan trọng nhất. Với ngoại hình xinh đẹp như hot girl, ít ai tưởng tượng được một cô gái chưa tròn 18 tuổi lại chính là má mì chuyên cung cấp cái mại dâm biết sử dụng ma túy cho các cuộc thác loạn. Sinh năm 2002, Quỳnh bỏ học từ sớm lên Hà Nội kiếm việc làm và sinh sống nhiều năm nay. Quá khứ từng làm gái mại dâm nên Quỳnh quen biết với rất nhiều cô gái trẻ có nhan sắc và có nhiều mối quan hệ với khách làng chơi. Khi có giao dịch, Quỳnh tiến hành điều gái mại dâm đến chung cư dạng homestay thuê theo ngày rồi ship ma túy từ nơi khác đến. Tại những căn hộ cao cấp này, các đối tượng đóng chặt cửa, mang theo loa, thiết bị âm thanh, ánh sáng để mở tiệc bay lắc rồi sau đó thực hiện hành vi mua bán dâm. Hay như Hồ Thị Thúy Hằng, sinh năm 2001, cùng rủ các cô gái thích ăn chơi đua đòi, ngoại hình dễ nhìn, yêu cầu các cô gái trang điểm đẹp, mặc đồ gợi cảm rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để câu khách. Mạng xã hội bỗng chốc trở thành nơi để các đối tượng chào hàng, tìm khách, thỏa thuận giá cả và mua bán xác thịt. Điểm chung của những cô gái này đều là những người có tuổi đời còn khá trẻ, có nhan sắc nhưng lại sử dụng lợi thế của mình vào những công việc không được xã hội chấp nhận, chỉ để có cuộc sống xa hoa, giàu có và ăn chơi mua sắm. Điều đáng nói, những vỏ bọc này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, nơi mà người trẻ vẫn đang thường ngày tiếp xúc. Để rồi khi một bộ phận các bạn trẻ nhìn vào đó, hình dung ra một cuộc sống giàu có, đầy đủ mà không cần phải lao động, rồi sẽ còn nhiều hơn nữa những tú bà mới có tuổi đời còn trẻ hơn. Tình trạng này quả thực rất đáng báo động. Bạn nghĩ sao về những trường hợp này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé.